Dạ không. Cảm ơn anh. Ngồi không anh? Hello, chào mừng mọi người đến với video của Sport Hùng. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt của Bộ Công an tổ chức. Phía gần màn hình cặp đôi, phía bên trái màn hình cặp đôi Nghĩa, Trọng Nghĩa và Trí Đức. Phía bên phải màn hình cặp đôi Văn Hải và Ngọc Triệu. Đây cũng sẽ là một trận đấu rất hay, mời mọi người cùng theo dõi. Bây giờ thì Hùng lại sang sân bên kia live stream trận đấu khác đây. Cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Thank you.
ngoài.